Hôm nay mình tiếp tục làm phần reading của IELTS ha, quyển 12. Các bạn xem qua clip Reading IELTS 8.5 trong 5 nốt nhạc, rồi hãy bắt đầu vào giải đề nha. Hôm nay mình tiếp tục với bài đọc số 2, Collecting is a hobby, sở thích sưu tầm. Vậy cô nhắc lại là các bạn đừng có sợ môn reading. Tại vì đọc hiểu là một kỹ năng rất là thú vị. Mình cứ đọc từ trái sang phải rồi xuống hàng. Và cho đến khi mình thấy cái từ khóa ở trong câu hỏi nó xuất hiện thì mình ngưng lại. Rồi khi mình đọc tới đoạn số 2 thì mình sẽ thấy có chữ make money. Thì mình phải sực nhớ là trong cái câu hỏi số 14 nó cũng có từ khóa là make money. Như cô có nói là trước khi vô đọc bài thì mình phải đọc qua câu hỏi trước để nhớ một số từ khóa. Vậy khi đọc tới đây thì mình đoán được là đáp án của câu số 14 nó nằm ở khu vực này. Mình bắt đầu mình dịch nha. There are the people who collect because they want to make money. Có những người mà muốn sưu tầm là bởi vì họ muốn kiếm tiền. They will look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. Họ sẽ tìm kiếm chẳng hạn như là đồ cổ mà họ có thể mua rẻ và mong đợi là có thể bán kiếm lời. Vậy thì ở bên câu số 14 này, người ta nói the writer mentions, tác giả đề cập collecting, sưu tầm, antiques, đồ cổ, is an example of collecting in order to make money. Tác giả đề cập tới việc sưu tầm đồ cổ như là một cái ví dụ của việc sưu tầm để mà kiếm tiền. Mình đọc tiếp ha. But there may well be a psychological element too. Buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. Có nghĩa là, nhưng mà cũng có một cái yếu tố psychological là tâm lý nữa. Mua rẻ rồi bán mắc có thể cho nhà sưu tầm một cái sense of triumph, có nghĩa là một cái cảm giác chiến thắng. Vậy thì bên câu số 15. Câu số 15 nói, collectors may get a feeling of. Vậy chữ feeling này nó bằng với chữ sense. Cho nên đáp án của câu số 15 sẽ là a feeling of triumph. Các nhà sưu tầm có thể sẽ có một cái cảm giác chiến thắng từ cái việc mua và bán những món hàng. Đoạn kế tiếp. Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. Có nghĩa là nhiều nhà sưu tầm để mà phát triển cái cuộc sống xã hội của họ, tham dự những cuộc họp của một nhóm những nhà sưu tầm nè, and exchanging information on items, và trao đổi những cái thông tin về những cái món đồ mà họ sưu tầm. Vậy thì ở bên này nó nói collectors club, bên này cũng bắt đầu, đoạn này cũng đã nói tới club rồi ha, câu lạc bộ rồi ha. Vậy nó nói những cái câu lạc bộ của những nhà sưu tầm sẽ cung cấp cơ hội để mà share. Vậy chữ share này nó bằng với chữ exchanging ha, trao đổi thông tin. Vậy thì các câu lạc bộ này sẽ cho người ta cái cơ hội để mà share information. Dễ ha. Dòng kế tiếp nó nói khi mà tham gia câu lạc bộ thì brings them into contact with like-minded people, có nghĩa là mang họ tới cái contact, có nghĩa là làm cho họ giao thiệp được với những người có cùng chí hướng. Vậy thì ở câu số 17 nó nói collectors clubs, các cái câu lạc bộ của những nhà sưu tầm sẽ offer cái gì? Đó chính là offer contact with people who have similar interests, có nghĩa là sẽ cho họ cái contact, cái giao tiếp với những người mà có cùng cái sở thích.
tức là people who have similar interests này nó bằng với từ khóa bên kia là like-minded people. Mình dịch đoạn kế tiếp ha. Another motive for collecting is the desire to find something special or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Một động cơ khác cho việc sưu tầm chính là cái khao khát tìm thấy cái gì đó đặc biệt hoặc là một cái món đồ được sưu tầm đặc biệt, chẳng hạn như là một cái đĩa nhạc thời kỳ đầu hiếm hoi của một ca sĩ đặc biệt nào đó. Dòng kế tiếp, some may spend their whole lives in a hunt for this, có nghĩa là một số người có thể dành cả cuộc đời để mà đi tìm kiếm, đi săn cái này. Cho nên, cái câu số 18 nó nói collecting sometimes involves a lifelong, là sưu tầm thỉnh thoảng, đó chính là một cái a lifelong hunt. Hoặc là đáp án thứ hai có thể là a lifelong desire, là một cái sự tìm kiếm cả cuộc đời hoặc là một cái khao khát cả cuộc đời để có được một cái special item, một món đồ đặc biệt. Đây là bản cuốn mà cô Captain Bear rất hay chơi khi lên Đà Lạt. Bản cuốn bị ai bắt rồi không biết nữa, nên bạn nào ở Đà Lạt mà thấy bản cuốn này ở đâu thì chỉ cho cô với nha. Còn đây là bản cuốn cô nhặt được ở sân tennis khu du lịch Tân Cảng, chân cầu Sài Gòn. Bạn nào là chủ của em nít á, thì đến đón em nít về nha. Tiếp tục nào. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. Có nghĩa là về mặt tâm lý thì điều này có thể cho người ta một cái mục đích của cuộc đời, là nếu như mà không có như vậy thì họ sẽ cảm thấy cuộc đời của họ là aimless, là không có mục đích gì cả. Vậy thì cái câu số 19 nó nói searching for something particular, đi tìm cái gì đó đặc biệt, may prevent people from, có thể ngăn cản người ta khỏi cái việc là feeling their life is completely, ngăn cản người ta khỏi cái việc là cảm thấy là cuộc sống của họ hoàn toàn vô nghĩa, không có mục đích gì hết, aimless. Đoạn kế tiếp, if you think about collecting postage stamps, another potential reason for it, or perhaps a result of collecting, is it educational value? Nếu bạn nghĩ đến việc sưu tầm tem thì một lý do tiềm ẩn khác nữa cho điều đó, hoặc có thể là kết quả của việc sưu tầm, chính là cái giá trị về mặt giáo dục của nó. Stamp collecting opens a window to other countries. Sưu tầm tem mở cửa cho chúng ta đi tới những cái đất nước khác. Vậy thì ở đây câu số 20 nói, sưu tầm tem maybe có thể là educational, có thể mang tính chất giáo dục, là bởi vì nó cung cấp những cái dữ liệu, những cái dữ kiện về những quốc gia khác. Vậy thì ở đây đáp án là educational. Dễ ha. Mình đọc đoạn kế tiếp ha. A popular form of collecting, particularly among boys and men, was transporting. Có nghĩa là một dạng sưu tầm phổ biến nữa, đặc biệt là đối với bé trai và nam giới, đó chính là transporting. Mình không biết là transporting nó là cái gì, nhưng mà mình dịch được như vậy. Thì câu số 21 nó nói, sưu tầm cái gì đó có xu hướng hầu hết là cái sở thích của nam. Vậy đáp án của mình là transporting. Rồi, trang số 21 ha. Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection and develop an interest in the way that dolls are made or the materials that are used. These have changed over the centuries. Dịch là
Tương tự, người ta sưu tầm búp bê. Những người sưu tầm búp bê có thể đi xa hơn, đơn giản là họ mở rộng cái bộ sưu tập của họ và phát triển cái sở thích theo cái cách mà búp bê được làm, hoặc là cái chất liệu, cái vật liệu mà được sử dụng. Và những cái này, những cái vật liệu đó đã thay đổi theo từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, ha, over centuries, qua nhiều thế kỷ. Vậy thì mình sẽ thấy câu số 22. Câu số 22 nó nói cái số lượng những người mua búp bê đã gia tăng qua nhiều thế kỷ. Vậy mình có thấy là từ khóa là dolls nè, từ khóa là over centuries nè. Nhưng mà rõ ràng trong cái đoạn mình vừa dịch á, nó không hề nói tới cái việc là số người mua búp bê ngày càng gia tăng, chỉ nói là họ mở rộng cái bộ sưu tập của họ thôi. Cho nên cái câu số 22 đáp án sẽ là not given. Dòng kế tiếp mình sẽ thấy nó nói cái chất liệu là wood, là gỗ ha, là ở thế kỷ thứ 16. Còn cái chất liệu là wax, dê lợi, porcelain là ở những thế kỷ sau đó, tức là thế kỷ 17, 18, 19 rồi ha. Thì ở bên câu số 23 nó nói, bên câu số 23 nó nói là những búp bê của thế kỷ thứ 16 là thường là được làm bằng wax với lại porcelain là sai rồi. Thế kỷ thứ 16 là wood, còn wax với porcelain là những thế kỷ sau đó. Cho nên đáp án của câu số 23 là false. Rồi đoạn kế tiếp mình sẽ thấy người ta nói về stamps, sưu tầm tem. Thì người ta arrange their stamps in albums, là sắp xếp cái tem theo album. Và thường là theo một cái principles, theo những cái principles là những cái nguyên tắc. Đó chính là in alphabetical order, có nghĩa là đi theo sắp xếp album theo thứ tự bảng chữ cái. Hoặc là grouping stamps by what they depict, là nhóm những con tem theo những gì mà nó mô tả. Thí dụ như là nhóm theo người, chim chóc, bản đồ, vân vân. Cho nên Câu số 24 nó nói là arranging a stamp collection, sắp xếp cái bộ sưu tập tem theo cái size, theo cái kích cỡ của con tem, thì ít phổ biến hơn là những phương pháp khác. Thì ở đây đáp án sẽ là not given, tại vì trong bài không hề nói đến cái size của con tem. Dễ ha. Đoạn kế tiếp, one reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector's individualism. Có nghĩa là một lý do khác, cho dù mình có ý thức hay không, thì cái mà người ta, mà ai đó chọn để sưu tầm là để cho thấy cái tính cá nhân của nhà sưu tầm đó. Someone who decides to collect something as unexpected, as dark colors, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves. Có nghĩa là ai đó mà quyết định sưu tầm cái gì đó ngoài mong đợi, chẳng hạn như là họ sưu tầm cái dây xích cổ chó, thì có thể cái việc đó có thể truyền tải cái niềm tin là chính bản thân họ cũng interesting giống như vậy luôn. Cũng thú vị luôn. Vậy thì câu số 25 nó nói là someone who collects unusual objects, những người, ai đó mà sưu tầm những cái vật thể lạ đi ha, unusual. Thì chữ unusual objects này nó bằng với lại chữ unexpected ở bên kia, ở bên đoạn văn. May want others to think, có thể muốn người ta nghĩ rằng he or she is also unusual, mình cũng unusual luôn. Vậy thì nó giống với cái đoạn văn nói là nói lên cái individualism, cái tính cá nhân, và cho thấy mình cũng interesting giống vậy. Cho nên đáp án của câu số 25 là true. Đây là bộ sưu tầm đồng hồ của cô Captain Bear nè. Không lạ nhưng mà đọc ha.
Rồi những dòng cuối của đoạn cuối. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing and can give a strong sense of personal fulfillment. Có nghĩa là hơn hầu hết những cái sở thích khác, thì sở thích sưu tầm có thể hoàn toàn engrossing, có nghĩa là choáng hết tâm trí, chiếm hết thời gian. And can give a strong sense of personal fulfillment, có nghĩa là và nó cho mình một cái cảm giác là hoàn thiện bản thân. Vậy thì câu số 26 nói collecting gives a feeling, cho một cái cảm giác, that other hobbies, là những cái sở thích khác, are unlikely to inspire, khó mà có thể truyền cảm hứng được. Vậy thì nó gần giống như cái câu vừa rồi, cho nên mình sẽ chọn đáp án của câu số 26 là true. Rồi, vậy bạn nào chăm chỉ thì mua sách về làm bài ha, rồi vào group IELTS Reading cô Tạo trên Facebook á, thắc mắc thì hỏi bài nha. Chúc các bạn học tốt nha, bye bye.